Chương trình một tiếng tư vấn mùa thi đã quay trở lại rồi. Hôm nay là do một số trục trặc kỹ thuật cho nên nó là số livestream của chúng ta bị trễ 30 phút. Nhưng mà hy vọng là các bạn vẫn tiếp tục là đón xem chương trình nha. Thì bởi vì là chủ đề hôm nay của chúng ta rất là hấp dẫn. Sáng là khi mà fanpage trường giới thiệu á, thì về chủ đề về việc thi vẽ này rồi các ngành kiến trúc, các ngành thuộc về mỹ thuật của Văn Lang rất là nhiều bạn hỏi. Các bạn mong muốn là được tư vấn sâu hơn về ngành hơn là về việc thi vẽ nữa. Thì chính vì vậy hôm nay là đã có thầy cô của cả khoa mỹ thuật và của khoa kiến trúc luôn sẽ đến để tư vấn cho mình. Bây giờ chị giới thiệu khách mời nha, là vắng bóng một số livestream trước thôi, những nhiều bạn hỏi thăm thầy rồi là thạc sĩ dạ một số trước thôi, mình là 9 số rồi, là thầy cũng tham gia 8 số luôn. Thì thạc sĩ Võ Văn Tô, phó hiệu trưởng thường trực, thầy sẽ tư vấn cho các bạn rất là nhiều thông tin về việc thi vẽ và các thông tin về quy chế tuyển sinh. Bên cạnh là gương mặt cũng quen thuộc rồi phải không, là thạc sĩ bác sĩ Phan Quân Dũng, trưởng khoa mỹ thuật công nghiệp. Và kế bên là nhân vật mới là cô Mai Lê Ngọc Hà, cô là giảng viên khoa kiến trúc. Nên là các bạn hôm nay có câu hỏi gì về khoa kiến trúc này rồi về các ngành mỹ thuật thì các bạn cứ đặt câu hỏi nha. Các bạn chia sẻ giúp chị livestream này, và nếu mà đã tham gia livestream thì mình chấm một chấm tương tác rồi đặt câu hỏi cho các thầy cô, chị sẽ đặt câu hỏi giúp các bạn nha. Nếu mà vừa coi livestream thì vừa chia sẻ luôn nha, để bạn bè mình cùng xem, mình cũng có thể bấm chế độ cùng xem với bạn bè của mình nữa nhé. Thì hôm trước thì là fanpage trường đã nhắc nhở các bạn rồi là ngày 25 tháng 5 sẽ là hết hạn mình nộp hồ sơ đăng ký thi vẽ đợt 1. Và có nhiều bạn là cũng rất là lo sợ thông tin này, sợ là mình đăng ký không kịp. Rồi cũng có bạn nói là đã đăng ký rồi nhưng mà vẫn hoang mang là không biết là bây giờ mình nhận được số báo danh rồi giấy báo dự thi của trường như mọi năm. Thì đối với cái thắc mắc này thì em mời thì tôi có thể tư vấn thêm cho các bạn ạ. Xin chào các bạn cùng quý vị phụ huynh tiếp tục đồng hành với một tiếng tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Văn Lang. Thì đây là số thứ 8. Thì trong nội dung lần này là liên quan đến vấn đề đăng ký thi môn vẽ. Và như cô Phương đã nói là ngày mai là ngày 25 chúng ta là kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi môn vẽ đợt 1. Thì chúng ta còn nhớ là ngày 2 tháng 5 nhà trường đã nhận hồ sơ và kết thúc vào ngày mai là ngày 17 giờ ngày mai là ngày 2 tháng 5, 25 tháng 5. Thì hiện nay chúng ta biết là theo cái lịch là ngày 3, ngày 4, ngày 5 tháng 6 là thi. Do đó, trước ngày thi 3 ngày thì nhà trường sẽ thông báo về cái số báo danh, về thời gian, địa điểm và thi. Thì hiền nay sau cái buổi livestream này, sau cái buổi kết thúc cái nhận hồ sơ thì nhà trường sẽ gửi một cái thông tin đầy đủ liên quan đến cái thời gian, địa điểm thi các môn vẽ năng khiếu cho cái đợt 1. Thì trong đó sẽ nói rõ các cái chi tiết thời gian thi cho các môn như thế nào, rồi các cái yêu cầu, các cái lưu ý của các bạn. Tuy nhiên năm này các bạn lưu ý một điểm là nhà trường sẽ gửi cái giấy báo thi ngay cái ngày đầu tiên các bạn đến làm thủ tục, tức là ngày 3 tháng 6. 3 tháng 6 các bạn đến trường để làm thủ tục thì nhà trường sẽ gửi giấy báo thi luôn. Còn nếu các bạn nào cần lấy trước thì khoảng trước đó 3 ngày thì các bạn có thể ghé trực tiếp tại cơ sở 1 tại trường Đại học Văn Lang để chúng ta nhận giấy báo dự thi theo mong muốn. Còn nếu không thì các bạn cứ đến ngày 3 tháng 6 khi đến làm thủ tục thì các bạn sẽ nhận được cái giấy báo dự thi, trong đó sẽ có đầy đủ các cái thông tin có liên quan. Thì đó là một cái số vắn tắt. Tuy nhiên các bạn lưu ý rằng cái thông báo về thời gian, địa điểm và thông báo thời gian liên quan đến thi môn vẽ thì nhà trường sẽ gửi lên mạng sau cái ngày nhà trường ngưng nhận hồ sơ đăng ký dự thi môn vẽ là ngày 25 tháng 5. Thì các bạn yên tâm với các cái thông tin mà chúng tôi sẽ đưa lên website trong thời gian gần nhất. Cảm ơn bạn. Dạ, em cảm ơn thầy. Dạ, thưa thầy Quang Dũng, đó là sau số livestream mà cách đây một tháng thầy đã tham gia thì các bạn thí sinh rất là thích được nghe thầy tư vấn về kỳ thi vẽ, các môn vẽ. Đây cũng là số livestream mà nhận được nhiều lượt xem nhất ở trên YouTube của trường. Thì bây giờ là các bạn vẫn hỏi rất là nhiều câu hỏi sâu về kỳ thi vẽ mà các bạn không muốn là nghe các anh chị tư vấn nó không có được chuyên ngành như lời của thầy để tư vấn các bạn thích thôi. Ở đây em thấy các bạn Vân Nguyễn hỏi là em đã nghe số livestream trước rồi nhưng mà em vẫn không phân biệt được rõ giữa thi hình họa và thi mỹ thuật, thầy có thể tư vấn thêm cho em không ạ? Rồi, xin chào tất cả các bạn. Và như vậy chúng ta lại gặp nhau trong kỳ thi tuyển sinh.
Hôm nay thì tôi có lẽ là nói thêm một chút với tất cả các em này. Chúng ta đừng quá căng thẳng trong cái khi mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta xác định đi thi. Vì cái nghề vẽ của chúng ta ấy, là chúng ta phải luôn luôn cảm thấy đó là sự hưng phấn, nhẹ nhàng. Và đi thi nó như một cái gì đó nó rất tự nhiên. Thì chúng ta sẽ đạt được những cái hiệu quả rất tốt. Còn một bạn vừa rồi có hỏi là thi vẽ mỹ thuật và thi vẽ hình họa, thì cũng như lần trước thì tôi cũng trao đổi với em rồi, thì tên môn thi thì thường thường là môn thi vẽ mỹ thuật là dành cho bên khối kiến trúc, và bên hình họa thì là bên khối mỹ thuật. Nhưng thực ra thì hai môn này các em đều có thể đăng ký để đi theo các cái bên ngành mỹ thuật, nó cũng không khác gì cả. Và chủ yếu về nội dung thi thì là chính là môn vẽ đồ tượng. Tất nhiên trong cái cách ra đề thi và cách chấm thi nó có khác đôi chút thôi, chứ nó không có gì gọi là khác biệt giữa hai môn này cả. Cho nên các em yên tâm là nếu như em nào đã tập vẽ luyện thi vẽ đồ tượng thì chúng ta vẫn cứ bình thường, là chúng ta cứ như thế mà chúng ta đi thi thôi, không có gì phải lo lắng lắm về trong cái quá trình mà chúng ta thi. Dạ, em cảm ơn thầy. Về vẽ đồ tượng, môn vẽ mỹ thuật á, thì là có nhiều bạn đến đăng ký ngành kiến trúc của cô, và các bạn cũng nói chung là thấy hơi bị đen tên tệ với lại bên mỹ thuật. Bên mỹ thuật là nhiều tổ hợp hơn, rồi môn vẽ được tự chọn một trong ba môn, còn bên kiến trúc là vẽ bắt buộc là vẽ mỹ thuật. Rồi trong môn văn hóa thì bắt buộc phải có môn toán. Dạ, nên là các bạn hỏi là tại sao là bên ngành năng khiếu thì lại quan trọng môn toán như vậy, đối với kiến trúc cô có thể tư vấn thêm cho các bạn ạ. Chào tất cả các bạn. Các bạn như là rất là nhiều người sợ môn toán đúng không? Nhưng mà tại vì là cái này khi các bạn hình dung ra là kiến trúc sư thì thường là mình hay nghĩ đến một cái anh chàng rất là nghệ sĩ, lãng mạn và đa tài. Nhưng mà thực ra cái đấy chỉ đúng một nửa, cái nửa đáng thôi. Nửa còn lại của kiến trúc sư là các bạn là người kiến trúc sư phải có một cái đầu óc thật là logic, chặt chẽ, thực tế và chính xác. Vì cái ngành nghề của mình á, nó rất là phục vụ trực tiếp cho cuộc sống. Bạn thiết kế ra một ngôi nhà để cho người khác sử dụng, nếu một ngôi nhà nó không chính xác, không có cái sự tỉ mỉ và chuẩn xác ở trong đó thì người ta không thể an toàn cho người ta sử dụng được. Đó. Thế thì môn toán nó có tác dụng gì ở trong cái ngành kiến trúc? Thì xin thưa các bạn, thường học toán thì có toán đại số và hình học đúng không? Thì hình học thì quá rõ rồi. Bởi vì người kiến trúc sư là người kiến tạo ra không gian. Trong không gian thì được tạo thành một được các cái mặt phẳng, mặt cong, rồi đường thẳng, đường cong vân vân. Đó thì cái đấy là gì? Đấy là hình họa, đó là hình học, đúng không ạ? Và nếu như mà người kiến trúc sư mà không có rèn luyện cái tư duy hình học ở trong mình ấy, thì không thể nào kiến tạo ra không gian được. Đó, thế còn đại số thì sao? Các bạn biết là kiến trúc là cái ngành tính toán rất là nhiều, và các bạn nói một cách đơn giản thôi, ví dụ như là chủ nhà xây một cái nhà 4 tầng, một tầng 100 m², hoặc xây 1 tỷ có đủ không, thì các bạn ngay lập tức là phải có câu trả lời được. Đó, sơ sơ để các bạn thấy là môn toán quan trọng như thế nào đối với lại kiến trúc. Và các bạn cứ yên tâm học toán thật giỏi đi, bởi vì vào rồi các bạn còn phải học toán tiếp. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ, có một bạn hỏi về quy chế ạ. Là bạn Hồng Nhung hỏi là thầy ơi, cho em hỏi là em đã đăng ký thi vẽ đợt 2 rồi, giờ em muốn chuyển sang đợt 1 được không ạ? Thì không thầy, để em nghe tốn. Thi đăng ký thi vẽ thì chúng ta có hai đợt, chúng ta biết đợt 1 3 4 5 tháng 6 và đợt 2 3 4 5 tháng 7. Thì cái thời gian nhận hồ sơ là ngày mai 25 tháng 5 và kết thúc đợt 1. Tuy nhiên các bạn đăng ký đợt 2 thì các bạn có thể điều chỉnh sang đợt 1 cũng được. Thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các bạn hết sức trong cho các cái đợt thi. Thì ngay cả các bạn đăng ký đợt 1 và các bạn muốn chuyển sang đợt 2 cũng được. Vì vậy vấn đề đó nhà trường cũng cho phép tạo cơ hội cũng như điều kiện các bạn trong thời gian dự thi cho các môn. Ngoài thi cửa trường Văn Lang thì các bạn còn
có nhiều cơ hội để thi các cái trường khác để lấy cái điểm môn vẽ, thì là nhà trường luôn tạo điều kiện cho các bạn. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ ở đây có một bạn hỏi, đó là em nghe các anh chị nói là thi vẽ là phải biết một số kỹ thuật thì mình sẽ được điểm cao. Thầy có thể tư vấn cho em thêm một số bí kíp để em có thể được điểm cao, tránh những rủi ro khi thi ạ? Dạ mời thầy. Bí kíp phải không? Nó cũng có cái này, nó cũng có cái hay của nó đấy. Nhưng mà tôi cũng xin chia sẻ với các em như thế này. Môn vẽ mỹ thuật, vẽ hình họa hay là vẽ trang trí, khi mà các em đi thi thường là rất là lo lắng, nghĩ rằng là mình phải có một cái kỹ thuật gì đấy, nghĩ là mình phải có một cái chiêu thức gì đấy để mình vẽ cho nó đạt được một cái hiệu quả cao. Nhưng mà trên thực tế ấy, thì các em nên hiểu cụ thể như thế này. Tức là này, các em là những người mới bắt đầu vào học. Khi mà bắt đầu vào học thì các em chỉ cần ở biết ở những cái góc độ cơ bản. Và cái người chấm thi người ta chỉ xác định là các em có năng khiếu ở góc độ cơ bản, chứ không cần phải mình phải làm cái gì nó quá lên, rồi hoặc là mình phải vẽ thật là đẹp. Tại vì các em chưa biết vẽ mà, cho nên là đừng có quá lo âu trong tất cả các cái vấn đề khi chúng ta triển khai vẽ. Thì tôi có lẽ là tư vấn sâu một tí, gọi là cái này thực ra thì nó không phải là đừng lo. Tức là thế này, khi mà chúng ta, ví dụ tôi nói giả dụ như khi chúng ta vẽ hình họa chẳng hạn, thì những cái tiêu chí, những cái cơ bản trong tất cả các cái thi vẽ đồ tượng chung của tất cả các trường cũng thế thôi. Tức là các em đầu tiên cái ý thức của chúng ta vẽ, các em phải chuẩn bị tinh thần rất tốt này, gọt từ cái bút chì mà chúng ta mà gọt ở những cái mà nó nhọn, chúng ta phải có cái độ dài của cái bút chì ra, khi chúng ta chấm phải những cái nét đều được, hoặc chúng ta đặt nằm cái bút chì ra để một cái diện rộng có thể tô cũng được. Thì đấy là những cái một số cái kỹ năng bình thường khi các em học, thì tôi nghĩ rằng là một số thầy cô nào dạy vẽ cũng đã nói các em rồi. Thế thì các em có những cái này ngay từ đầu chúng ta phải có ý thức về bố cục, không? Chứ còn chả có một cái technique nào, một cái kỹ thuật nào, ví dụ chúng ta bố cục trên một cái tờ giấy, mấy ông chẳng hạn mục chúng ta vẽ nó nhỏ quá, thế thì nhìn ngay bản thân là chúng ta đã hỏng rồi. Các em có cố gắng vẽ thêm đi chăng nữa thì nó vẫn bé tí trên cái tờ giấy này, thì bố cục là bố cục trên cái tờ giấy, tôi nói ví dụ như vậy. Hoặc là đừng vẽ to quá, chúng ta phải tương ứng trong cái tờ giấy. Rồi các em để ý về mặt cấu trúc và tiêu chí chấm, thì ai đơn vị nào, tổ chức thi nào, người ta cũng phải có những cái tiêu chí rất là rõ. Thì ví dụ như về cấu trúc về khi mà vẽ tượng hay vẽ người cũng đều có đặt ra những cái tiêu chí. Ví dụ các bạn thấy rằng là mình vẽ một cái hình khối, một cái tượng đấy, thì giả dụ như cái khuôn mặt nó có chán thì nó phải có một cái khối nó nổi lên, nó có cấu trúc của hai xương, có gò má, đúng không? Có gò má, thế thì nó phải nổi lên chứ. Ví dụ như cứ nhắm mắt vào đánh lực vào thì tự dưng cả cái một cái mảng chán này nó bẹp, nó không tạo được một cái khối nó nổi lên. Thế thì cái đó là chúng ta lưu ý một cái như thế này, các em không cần phải đánh cho thật nhiều. Tôi thấy ví dụ về kinh nghiệm ấy, có nhiều bạn vào là móng môi móng lợi là coi như là đánh thật lực vào. Thế nhưng không phải, các em chỉ cần đánh rất là nhẹ, đánh gợi để nổi được cái khối trán nó lên, ví dụ như vậy là được rồi. Là cái người chấm thi là người ta hiểu rằng là em đã nhìn được không gian rồi, chứ không phải đánh thật lực vào, giống người đánh lúc tối đen hết tất cả cái mặt ra. Thế thì đó là những cái mà tôi nghĩ rằng là về các bạn thì cho là nó về kỹ thuật, nhưng mà thực ra nó là về cách nhìn. Quan trọng nhất vẫn là cái hiểu với cái nhìn thôi, chứ đừng quá lo lắng. Sau tất cả những cái đó thì các bạn, ví dụ ngay cả khi các bạn vẽ màu cũng thế thôi, các bạn lưu ý màu ấy, ví dụ chẳng hạn như là các em dùng cái màu nước, thì ngay từ lúc khi ở nhà các em phải chọn cái bút lông, cái cọ, phải không? Mình gọi là cái cọ hay là cái bút lông. Thì bút lông nó có hai loại, một loại dẹt, một loại tròn. Thì các em đi thi vẽ thì chỉ cần cái loại nhỏ tròn cũng được rồi,
vẽ trang trí. Thế thì khi mà mình chấm cái bút lông đó vào cái màu ấy, thì có một số bạn là tôi thấy là thiếu kinh nghiệm chứ không phải technique gì hết, tức là dùng cái đó chấm vào nước hòa với màu nhưng mà nước nhiều hơn là màu, thành ra khi tô lên vẽ lên cái trang trí của mình thì trông lúc đầu ấy thì nó ướt thì trông được, nhưng mà sau ấy thì đến khi nó khô tự dưng trông nó bạc, nó lại không đẹp. Thế cho nên là nếu mà chúng ta mà lại tô mà lại dày màu quá, tức là cái bút nó ngậm cái màu nó đặc quá, thì chúng ta khi mà chúng ta đưa bút đi xuống vẽ vào cái tờ giấy thì nó lại không đi, nó không trơn bút, thì nó thành gai, nó lại sần sần. Thì đấy là những cái kỹ thuật cơ bản bình thường thôi. Và tôi nghĩ là thí dụ như các em mà để cho cái bút lông mà nó vừa mới đủ cái nước với màu ấy, các em đặt một cái các em vẽ là rất là mướt, không bình thường thôi. Thì đó là những cái technique thì cơ bản thì các em cố gắng để ý mấy cái đó thôi. Và quan trọng nhất là cái tinh thần rất là thoải mái, sáng ra ăn nhẹ nhàng thôi. Ví dụ đừng ăn no quá, mắt díp hết lại, hoặc là mấy ngày chuẩn bị khi mà vào thi là bắt đầu vẽ thật lực vào. Thế đến lúc hôm đi vẽ thì mệt quá rồi, không muốn vẽ nữa. Ví dụ trước những ngày vẽ chúng ta thư giãn, tại vì cái nghề của chúng ta là phải cực kỳ thoải mái, đừng có căng thẳng một cái gì hết. Tức là chúng ta rất thoải mái và khi vẽ thì chúng ta cũng tràn ngập như một nghệ sĩ bình thường. Mặc dù em mới là những người đầu tiên đi học vẽ, nhưng ở chúng tôi cần những người như thế, cần những cái đam mê của các em, cần những cái yếu tố mà có một cái tố chất mà chúng tôi nhìn thấy thì là chúng tôi đánh giá cao, chứ không phải là chúng tôi muốn chấm một cái bài thật đẹp. Bởi vì các em đã học đâu, thì cho nên chúng tôi cũng nghĩ là đâu cần một cái bài là thật là đẹp, và các em cũng quá căng thẳng là mình phải vẽ thật là đẹp. Và thế thì cái đó là làm tạo cho mình một cái áp lực, và tôi nghĩ rằng là như thế thì cũng sẽ chính các bạn đã tự tạo cái áp lực lên thì mình sẽ không đạt được cái hiệu quả cao trong cái kỳ thi vẽ đó. Cho nên hãy thoải mái và hãy để cái tâm tư của mình trong cái bài vẽ đó thật thoải mái, thì tôi nghĩ là cái hiệu quả sẽ rất là tốt. Cảm ơn thầy, một phần tư vấn rất là bổ ích của các bạn. Cho nên là bạn nào mà thuộc cái team mà thi năng khiếu của năm nay á, tác bạn bè mình vào để nghe thầy tư vấn thêm nha, rồi đặt câu hỏi thêm cho thầy, tư vấn trực tiếp thì nó sẽ tốt hơn nhiều cho các bạn nha. Em thấy đây là các bạn cả sinh viên rồi giảng viên khoa kiến trúc cũng đang theo dõi live stream của cô. Và em thấy có một bạn hỏi ạ. Bạn Vinh hỏi là: cô ơi, cho em hỏi đó là học ngành kiến trúc trường mình thì đặc trưng là gì? Tại vì em thấy chương trình không phân chuyên ngành, và theo cô, con gái học ngành kiến trúc thì có bất lợi gì không ạ? Chà. Cảm ơn câu hỏi của bạn, một bạn gái đúng không ạ? Thì chắc là trả lời cái vế sau trước đi. Bởi vì rất là tình cờ ngồi đây thì mình cũng là một nữ kiến trúc sư, và những cái ngày đầu mà bắt đầu có cái ý định đi thi kiến trúc là gia đình, bạn bè các thứ là được can ngăn hết rồi. Thế nhưng mà như bạn thấy thì cuối cùng là mình vẫn ở đây, và vất vả thì xin nói với các bạn là có vất vả, và đối với con gái cũng gọi là vất vả hơn các bạn trai, thì nghe nó có vẻ như phụ nữ yếu đuối quá nhở, chắc không phải đâu. Nhưng mà có một số thiệt thòi nhất định đối với lại nữ ở trong cái ngành này, bởi vì là ngành mình là ngành các bạn biết rồi đó, không chỉ có ngồi trên bản vẽ mà mình xong đâu, mà đôi khi mình phải ra công trường, mình phải giám sát, mình phải lăn xả vào, mình làm giữa trưa giữa nắng nữa. Thế thì những cái việc như thế nó đối với lại phụ nữ thì nó hơi vất vả một tí, và cũng hơi thiệt thòi về nhan sắc một tí. Nhưng mà quan trọng nhất là bạn, tình yêu của bạn là gì, niềm đam mê của bạn là gì, bạn sống có vui hay không với cái nghề nghiệp bạn sẽ làm, đang làm. Thì nếu như bạn xác định đấy là cái niềm vui hay là cái lựa chọn trong cái cuộc sống của mình thì bạn cứ theo đuổi thôi. Bởi vì cái giá trị mà nó mang lại, hay là cái niềm hạnh phúc mà cái nghề nghiệp nó mang lại đó, nó không có gì có thể đánh đổi được, không gì thay thế được, nên bạn cứ theo đi. Thế còn là đặc trưng của ngành kiến trúc
Thế còn đặc trưng của ngành kiến trúc Văn Lang thì bạn cũng biết là miền Nam này có hơn 10 cơ sở đào tạo kiến trúc sư, và nhưng mà Văn Lang thì vẫn là một trong những cái cơ sở mà bạn có thể tự tin nói khẳng định là có uy tín và có thương hiệu đấy về đào tạo kiến trúc sư. Tại sao mà như thế? Thì mình nghĩ là thế này này, là tại vì ngay từ trong cái mục tiêu, cái định hướng mà đào tạo của trường Văn Lang nói chung và ngành kiến trúc nói riêng là định hướng đào tạo ứng dụng, nghĩa là các bạn học xong là ra các bạn sẽ làm được việc đó, và đáp ứng được tốt nhất với lại thị trường lao động. Thì chính vì là khoa kiến trúc rất là nắm rất là rõ cái định hướng đó, cho nên là ngay từ cái việc xây dựng chương trình đào tạo cho đến việc thực tế giảng dạy rồi tổ chức cái việc dạy học thì tuân thủ theo cái định hướng đó hết. Ví dụ như là chương trình đào tạo thì khoa kiến trúc Văn Lang luôn luôn phải tham khảo rất nhiều cái ý kiến của chuyên gia, của những cái công ty, những cái doanh nghiệp làm kiến trúc xây dựng, và hỏi xem là họ cần người lao động như thế nào, có tổ chức nào, cần những kỹ năng nào, kiến thức nào. Thế xong rồi mình xoay ngược trở lại để xây dựng chương trình đào tạo làm sao đáp ứng được cái nhu cầu đấy của thị trường. Và thực tế là mình đã được kể ra những cái ví dụ như là các bạn dù là năm nhất, năm hai làm những cái đồ án bé nhất đi, thì các bạn đều được ra tận cái khu đất thực tế, các bạn khảo sát, các bạn đo vẽ, xong rồi mới đưa ra được cái giải pháp thiết kế của mình. Và cái giải pháp thiết kế không chỉ dừng lại trên giấy đâu, với những cái đồ án mà nó thiết thực một chút thì các bạn đã có thể là gặp được những cái chủ đầu tư sử dụng được những cái thiết kế đấy, xây nó thành công trình thực sự luôn ngay trong lúc mà các bạn đang là sinh viên. Và thực tế là những cái nhóm sinh viên của mình hiện tại bây giờ, các bạn đang có những cái công trình, đang có những dự án xây dựng trường mẫu giáo ở Long An cùng với lại trường đại học Singapore, hay là đang xây chính những cái hạng mục ở trong trường Văn Lang luôn chẳng hạn đó. Thì những cái cơ hội nghề nghiệp nó đã đến với các bạn ngay từ trong lúc mà các bạn học rồi, và mình nghĩ đấy là một cái đặc trưng nó rất là đặc biệt của trường mình. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Dạ, về quy chế thì các bạn đặt những câu hỏi nhỏ, cho nên là em xin phép đọc luôn một lúc nhiều ý. Dạ, bạn Như Huệ hỏi là: thầy ơi cho em hỏi, xét điểm vẽ năng khiếu từ trường khác qua trường mình thì phải làm sao ạ? Bạn Thư Phương hỏi là: em tính nộp học bạ vào ngành thiết kế đồ họa, và trường có nhận điểm vẽ từ Đại học Mỹ thuật không ạ? Vấn đề trong quy chế và ngay trong cái đề án tuyển sinh thì nhà trường có thông báo rất rõ về vấn đề điểm thi môn vẽ. Thì các bạn có thể là thi môn vẽ tại trường Đại học Văn Lang, môn vẽ hình họa, môn vẽ mỹ thuật hoặc môn vẽ trang trí. Thì ngoài ra các bạn có thể thi các môn vẽ này một trong 7 trường hoặc là nhiều trường mà các bạn có thời gian, để sau đó các bạn chọn cái điểm thi của cái tổ hợp mà cái ngành bằng đăng ký. Thì cái điểm thi nào cao nhất các bạn chuyển sang Văn Lang, mà có thể thi trực tiếp Văn Lang ở thi Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, để cùng môn vẽ mỹ thuật, để các bạn chọn cái điểm thi môn nào, cái trường nào cao thì các bạn chuyển vào. Do đó chúng tôi không giới hạn vấn đề này. Tuy nhiên những cái trường mà chúng tôi liệt kê ra thì các bạn phải chuyển điểm đúng cho các trường đó, hoặc là các bạn thi Đại học Văn Lang được 1, được 2 đều được hết. Vấn đề nữa là các bạn đặt ra là nếu thi môn vẽ hình họa, đúng không? Vẽ hình họa ở trường khác và chuyển sang thì thủ tục như thế nào? Thì vấn đề này thì cũng như cái thông tin ở trên tôi nói, là các bạn có thể là đưa gửi cái điểm đó qua nhà trường trực tiếp đến nhà trường, hoặc là các bạn có thể là gửi qua email, để sau đó đến khi các bạn được xác định là trúng tuyển vào trường thì nhà trường yêu cầu là nộp cái bản chính giấy chứng nhận điểm. Thì thực chất ngoài ra một số trường khi thi thì cái kết quả điểm đó đã được đưa lên hệ thống quốc gia. Do đó giả sử các bạn thi trên Đại học Kiến trúc thì trường Văn Lang cũng có thể xem được cái kết quả đó nếu Đại học Kiến trúc đưa lên hệ thống quốc gia. Và ngược lại, nếu các bạn thi tại Văn Lang thì cái kết quả điểm năng khiếu đó cũng được Văn Lang đưa lên hệ thống qua cái số chứng minh nhân dân của bạn.
thì cái liên kết đó thì các trường khác cũng có thể là xem được, đúng không? Do đó các bạn yên tâm về cái kết quả chuyển điểm mà các bạn cần yêu cầu và đặt ra. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Dạ ở đây có một bạn bạn Khánh hỏi về ngành thiết kế thời trang ạ. Trưa nay em có đến cơ sở 3 để nộp học bạ thì tình cờ xem được show thời trang của các anh chị ngành thời trang. Thầy cho em hỏi có phải những bộ trang phục đó là các anh chị tự may không ạ? Và nếu em học ngành này nhưng không biết gì về may thì có bất lợi gì không thầy? Dạ em cảm ơn thầy. Tất cả những cái show diễn của ngành thời trang mà các bạn đến trường hoặc là xem trên các thông tin qua mạng internet thì đều do sinh viên của ngành thời trang cùng với các thầy cô làm các cái chương trình. Đối với ngành thời trang ấy, thì ở trường Đại học Văn Lang chúng tôi có một cái đặc điểm là chúng tôi luôn luôn tạo cho em, các em sinh viên ấy, luôn luôn có những cái được trải nghiệm. Tại vì nó không phải là chỉ đơn thuần là thiết kế một cái bộ trang phục, một đồ án trang phục, nó không đơn thuần là như vậy. Mà trong quá trình các em chuẩn bị cho một sự kiện để trình diễn thì nó rất nhiều các cái kỹ năng hoàn thiện cho cái người sinh viên đó. Ví dụ từ chuẩn bị ra làm sao, stylist làm sao, chuẩn bị trang phục, rồi chuẩn bị thậm chí các bạn còn tham gia cả những cái đường dẫn, show diễn, âm nhạc, đèn ánh sáng, tất cả những cái đó trang bị một cái kỹ năng gần như là cái phản xạ cho các em ở bên ngành thời trang. Và cũng không hẳn là phải học một cái quá trình rồi bây giờ các bạn mới biết làm đâu, bởi vì chính em đã thích ngành thời trang là em đã có năng khiếu. Cho nên khi ngay vào từ những năm thứ nhất, thứ hai là các bạn đã có cùng với thầy cô đã có những cái bước trao đổi để thiết kế những cái ý tưởng sáng tác và làm những cái chương trình về thiết kế, và chính các bạn rồi cũng sẽ tham gia và như vậy sẽ đưa ra được những cái bộ trang phục và đem đến cho mọi người cùng xem cái đó. Thì tôi nghĩ là đấy là cái ngành đặc trưng của ngành thời trang ở Văn Lang là luôn luôn có, vào kỳ nào gần như cũng có. Đó là cái mà tôi nghĩ rất khá là thú vị. Dạ, em cảm ơn thầy. Dạ, ở đây có một câu hỏi nữa về ngành kiến trúc ạ. Đó là em đang băn khoăn lựa chọn giữa ngành kiến trúc và ngành thiết kế nội thất. Cô có thể tư vấn giúp em hai ngành này khác nhau ở chỗ nào không ạ? Cô ơi, nói to hơn một chút, tại hồi nãy cô tư vấn hơi bé em không nghe được. Rất là xin lỗi các bạn, nếu các bạn không nghe rõ. Thì ngành nội thất thì là phía bên Phạm Lũ Công nghiệp của Thành Văn Chúng, đúng không ạ? Và ngành khoa kiến trúc của Hà Lan. Thì đúng là các bạn cảm thấy bối rối khi mà phân biệt hai cái ngành này, cũng đúng thôi, là tại vì đều là đào tạo ra kiến trúc sư cả. Và chúng ta giống như lúc nãy cô nói á, là kiến trúc là ngành mà kiến tạo ra không gian, thì thực ra nội thất cũng thế. Tuy nhiên có cái sự khác nhau, sẽ không nói đến sự gọi là sự khác nhau ngay bây giờ, mà mình sẽ nói riêng ví dụ như là ngành kiến trúc mình sẽ học những gì, và sau đó thì em sẽ nhờ thầy cô chúng là nói là nội thất học những gì để cho các bạn hình dung rõ hơn. Thì ngành kiến trúc các bạn sẽ được học những cái trong kiến trúc thì nó là một cái từ rất là tổng quát, bao quát, nó bao gồm cả quy hoạch, là cả landscape, cảnh quan, các bạn ngoại thất, nội thất, các bạn tức là nó có rất là nhiều những cái ngành chuyên sâu hơn ở trong kiến trúc. Và cái ngành đào tạo của mình thì đều dạy tất cả những cái chuyên ngành là như thế đến cho các bạn. Những bạn tốt nghiệp ngành kiến trúc, khoa kiến trúc của trường Đại học Văn Lang thì các bạn biết làm cả quy hoạch, biết làm cả kiến trúc nội thất, ngoại thất cũng như là cảnh quan, và thậm chí là các bạn có được học luôn cả những cái như là về công nghệ, về vật liệu xây dựng mới, về quản lý dự án, thậm chí cả phong thủy nữa. Đó. Thế thì nó bao gồm rất nhiều những cái kiến thức tổng hợp để cho các bạn có thể hành nghề kiến trúc sư. Nhưng mà
Nếu như mà các bạn mà hứng thú trong quá trình học, các bạn hứng thú với một cái chuyên ngành sâu nào, ví dụ như là bạn thích hẳn về nội thất hay là bạn thích hẳn về cảnh quan, thì bạn hoàn toàn có thể nghĩa là tự học thêm, đào sâu kiến thức. Thứ hai là bạn có thể đăng ký những cái chương trình nâng cao hơn, ví dụ như thạc sĩ cao học hay là những cái khóa học ngắn hạn chuyên biệt về những cái chuyên ngành đó. Thế còn bây giờ thì mời thầy Quân Dũng nói về ngành nội thất. Trước khi thầy Quân Dũng nói về ngành nội thất á, tôi xin đến trên một tí. Khi ngành kiến trúc là đào tạo 5 năm nha, các bạn đào tạo 5 năm và ra kiến trúc sư. Còn ngành mỹ thuật công nghiệp là ra cử nhân mỹ thuật công nghiệp chuyên ngành nội thất. Hai cái này khác nhau về thời gian đào tạo 4 năm. Đối với mỹ thuật công nghiệp đào tạo thiết kế đồ nội thất là không phải là kiến trúc sư mà là cử nhân mỹ thuật công nghiệp chuyên ngành nội thất. Đó, chúng ta phân biệt hai cái đó. Chương trình đào tạo 4 năm, còn kiến trúc là đào tạo 5 năm. Cái này là các em lưu ý để thầy Tuấn vừa rồi nói nhé. Tức là vì các em khi các em đăng ký là có hai cái ngành nội thất và ngành kiến trúc sư là hai cái mã số khác nhau. Nên nếu mà các em đã đăng ký mã số nào thì các em phải đi theo cái mã số đó, chứ không phải là mình vào kiến trúc xong rồi mình lại chuyển đi thì nó lại không đúng với cái tổ hợp mà khi mình đăng ký với mình bộ. Cho nên hay nhất ấy, xem xét lại cái khả năng chuyên môn của mình và cái niềm yêu thích đam mê của mình nó là cái gì đấy, để mình xác định cái đó. Thế còn nói về cái nội thất này một chút thì nội thất thì nó có hai cái khía cạnh nhỏ. Thường chúng ta hay gọi là ngành thiết kế nội thất. Ở nước ngoài thì nó còn thêm một cái từ nữa gọi là kiến trúc sư nội thất. Đấy, thì là hai cái từ đó. Thì thực ra đối với ngành kiến trúc và ngành nội thất nó như hai anh em ruột. Và nội thất thì các em đừng có nghĩ là nội thất tức là chỉ có làm ở trong nhà, không có đâu. Xu hướng bây giờ nó là không gian mở mà. Các em hãy xem tất cả các resort bây giờ, phòng tắm bây giờ là ngoài trời. Tức là bây giờ là gần như là nội thất của nó tràn hòa luôn cả ngoại thất. Nó sử dụng tất cả những cái phương án và tất sử dụng vật liệu rất y như một người kiến trúc sư nội thất. Thế thì đấy là cái mà tôi muốn nói là nó là hai anh em ruột, nó giao hòa với nhau. Nhưng nó có độ tinh tế trong cái sử dụng về khi quá trình mà làm nội thất. Tức là khi người mà làm khả năng người làm nội thất ấy, thì người ta sẽ giải quyết tất cả những vấn đề thẩm mỹ, trang trí của người ta. Đối với cái chủ đầu tư hoặc là chủ nhà, người ta có một cái đặc điểm gì đó thì cái người mà làm nội thất ấy, thì phải khai thác hết tất cả những cái đó để đưa đến một cái không gian thẩm mỹ mà hài hòa cho chủ nhà người ta ưng ý nhất. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là ở kiến trúc sư người ta cũng có như thế. Và thường ở Việt Nam mình ấy, thì có khi kiến trúc sư thì làm luôn. Thế nhưng mà nếu là dân chuyên nghiệp về ngành thiết kế nội thất thì khi mà đã làm nội thất thì người ta thường là chuyên sâu hơn trong các cái hệ thống làm. Và các em nên xem xét lại cái đam mê của mình và khi mình quyết định lựa chọn mình hãy đăng ký. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Dạ, tiếp tục về các câu hỏi về quy chế thì ở đây là có 4 câu em đặt lần cho thầy ạ. Dạ, bạn Nguyễn Ngọc Minh hỏi là thầy ơi khi nào thì trường có kết quả điểm xét năng lực vậy ạ? Trả lời câu thứ nhất luôn ha. Dạ. Điểm đánh giá năng lực thì ngày hôm qua là hội đồng tuyển sinh, thường trực hội đồng tuyển sinh đã họp và thống nhất là có cái kết quả đánh giá năng lực. Thì cụ thể điểm đánh giá năng lực theo cái kỳ thi cũng học theo cái kỳ thi mà các bạn thi ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì nhà trường đã công bố là mức điểm là 600 điểm là sẽ trúng tuyển cho cái điểm đánh giá năng lực. Ngoài ra đối với các cái ngành năng khiếu, riêng các ngành năng khiếu thì các bạn phải có cái điểm thi năng khiếu đó đạt từ 5 điểm trở lên đối với các ngành liên quan đến cái ngành kỹ thuật công nghiệp và ngành kiến trúc. Ví dụ như các bạn đăng ký vào ngành kiến trúc, các bạn thi đánh giá năng lực các bạn được 680 điểm chẳng hạn, thì điểm đó là đạt rồi. Tuy nhiên thì các bạn phải chờ cái kết quả điểm bảng kỹ thuật ngày 3, 4, 5, 6 này các bạn chuẩn bị thi. Nếu các bạn đủ 5 điểm trở lên thì chúng tôi lấy kết quả các bạn để xem như bạn trúng tuyển vào ngành kiến trúc. Đấy. Còn đối với các cái ngành liên quan đến năng khiếu mà piano thanh nhạc thì phải có là năng khiếu 1 thì các bạn đạt 5 điểm trở lên, năng khiếu 2 thì các bạn phải đạt 7 điểm trở lên.
đó là các cái môn điều kiện đối với cái điểm đánh giá năng lực. Tóm lại, điểm đánh giá năng lực là bắt đầu từ ngày mai nhà trường sẽ thông báo cái kết quả điểm đánh giá năng lực trên mạng và các bạn xem các cái thủ tục, trong đó có liên quan đến các thời gian làm thủ tục nhập học như thế nào, rồi các cái thông tin khác đầy đủ trên các thông báo của trường. Yeah. Câu thứ hai là của bạn Tú Anh hỏi là nếu điểm đại học không đủ để vào trường nhưng điểm học bạ của em dư thì em có được vào trường không ạ? Các cái thông tin trước đây về quy chế, nhất là các cái số 1, 2, 3 thì liên quan về vấn đề điểm xét tuyển và các cái phương thức xét tuyển. Thì hiện nay là có rất nhiều phương thức, 4, 5 phương thức xét tuyển, phương thức xét tuyển và thi tuyển trong đó. Thì trong đó có hai phương thức chính, đó là phương thức xét tuyển căn cứ vào cái điểm thi Trung học phổ thông quốc gia mà các bạn chuẩn bị thi vào ngày 24, 25, 26, 27. Đó là phương thức thứ nhất, đó là căn cứ vào điểm thi, kết quả điểm thi Trung học phổ thông quốc gia. Và phương thức thứ hai là căn cứ trên cái kết quả học bạ lớp 12 của các bạn. Thì với hai phương thức đó, nếu các bạn như tôi đã thông tin trước đây, nếu các bạn đủ cả hai phương thức xem như mỗi phương thức độc lập với nhau thì các bạn trúng tuyển cả phương thức nào thì chúng tôi đều gửi giấy báo cho phương thức đó. Thì do đó nếu các bạn khi đăng ký vào cái ngành nào đó mà các bạn không trúng tuyển vào cái phương thức giả sử như là Trung học phổ thông quốc gia mà điểm học bạ các bạn đủ thì xem như các bạn vẫn đủ. Do đó các phương thức trước đây tôi xin nhắc lại là các phương thức để xét tuyển nó độc lập với nhau. Phương thức nào các bạn, nếu các bạn đạt hai phương thức thì nhà trường vẫn gửi hai giấy báo. Còn phương thức nào mà điểm cao đạt thì các bạn có thể chọn lựa theo phương thức đó để tùy các bạn. Đó là các phương thức, tôi xin nhắc lại các phương thức xét tuyển hoàn toàn độc lập nhau. Yeah. Câu số 3 nha thầy, là bạn Thúy Hiền hỏi là cho em hỏi là mình sẽ thi năng khiếu tại địa điểm nào. Em nhớ là trường có tư vấn là sẽ có xe đưa đón. Vậy thì em sẽ đăng ký như thế nào ạ? Cái thi năng khiếu thì tổ chức năm nay sẽ được tổ chức vào cơ sở 3 tại cơ sở mới mà hiện nay trên trang web thông tin của nhà trường và các cái trang thông tin khác được nói rất nhiều về cái cơ sở này. Thì cơ sở này đã ở Gò Vấp. Thì nếu các bạn mà muốn tập trung tại cơ sở 1 hoặc cơ sở 2 thì nhà trường sẽ có xe đưa đón để các bạn đến cơ sở 3 để thi, hoặc các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở 3. Vì cơ sở 3 ở Gò Vấp nó xa hơn so với cơ sở 1. Do đó nếu các bạn ở gần cơ sở 1, các bạn có thể tập trung tại 45 Nguyễn Khắc Nhu thì chúng tôi sẽ có xe đưa đón cho các bạn đến cơ sở 3 ở quận Gò Vấp để các bạn thi. Thì qua đó, đó là nơi nếu các bạn học ngành nhân kiến trúc thì các bạn sẽ học ở cơ sở 1. Còn nếu mà các bạn học các cái ngành kỹ thuật công nghiệp thì các bạn phải học tại cơ sở mà các bạn sẽ dự thi cái đợt thi môn năng khiếu này. Dạ vâng ạ. Dạ câu cuối cùng ạ là của bạn Trung Nghĩa hỏi là thầy ơi, lịch thi cụ thể các môn vẽ của mình là như thế nào ạ? Và nếu như mà ngày 3 em bận thi ở trường khác thì em vắng mặt có sao không thầy? Cái lịch thi thì trước hết á, ngày mai thì nhà trường sẽ công bố cái lịch thi, thông báo cái lịch thi môn năng khiếu lên trên mạng. Như cái trước đây câu hỏi trước đây nữa thì tôi có thông tin thì ngày lịch thi á, là ngày 3, ngày 4, ngày 5, tháng 6 cho lịch thi đợt 1 và ngày 3, ngày 4, tháng 5 cho lịch thi đợt 2. Thì tôi tập trung vào cho cái lịch thi đợt 1 này. Thì ngày 3 là ngày chúng ta làm thủ tục cho hai môn vẽ hình họa và vẽ mỹ thuật. Thì nếu các bạn muốn thi môn vẽ mỹ thuật thì các bạn là đến làm thủ tục từ 8 giờ. Còn nếu các bạn cho sáng ngày 3 nha. Còn nếu các bạn dự thi đăng ký dự thi môn hình họa thì các bạn đến làm thủ tục vào lúc 10 giờ. 10 giờ sáng mùng 3. Thì ngày đầu tiên là ngày mùng 3, sáng mùng 3 chúng ta làm thủ tục. Còn cái thi là chúng ta thi ngày mùng 4 và mùng 5. Cụ thể là sáng mùng 4 chúng ta sẽ thi môn vẽ mỹ thuật. Thời gian bắt đầu là 7:30 và kết thúc là 11:30. Đó, tất cả các môn vẽ chúng ta được thi 4 tiếng 240 phút luôn. Còn buổi chiều thì chúng ta sẽ thi môn vẽ hình họa thì bắt đầu từ 13:30 và kết thúc vào 17:30. Và nếu các bạn thi môn vẽ hình họa thì các bạn phải đến làm thủ tục trước đó 45 phút, là tức là khoảng 12:45. Và ngày mùng 5, sáng mùng 5 chúng ta sẽ thi cái môn trang trí mặt và thời gian cũng giống như cái buổi đầu tiên, như là ngày mùng 4 thi môn vẽ mỹ thuật. Tất cả ba môn tôi chỉ nhắc lại thời gian thi là 240 phút. Nếu các bạn ngày đầu tiên ngày mùng 3
mà các bạn bận việc gì đó. Cụ thể là ngày mùng 3 tôi nhớ nếu các bạn dự thi bên đại học kiến trúc là phải, là các bạn bị trùng ngày thi cái môn nào đó của đại học kiến trúc thì các bạn không thể làm đến làm thủ tục, thì các bạn có thể nhờ nhà người nhà đến để làm thủ tục rồi nhận giấy báo thi cho các bạn vẫn được. Cái chuyện này chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho các bạn hơn vì các bạn có thể có nhiều kỳ thi trong cái kỳ thi năng khiếu này. Thông báo tôi xin nhắc lại, ngày mai nhà trường sẽ gửi thông báo về cái kỳ thi năng khiếu đầy đủ hơn trên trang web của nhà trường. Dạ, em cảm ơn thầy. Chắc chắn là ngày mai fanpage là sẽ dẫn lại cái bài link về website đó ha, để cho các bạn đọc được cụ thể hơn nha. Dạ, ở đây có một câu hỏi của bạn Thư Phương, em chắc chắn là hỏi thầy Dũng luôn. Bạn hỏi là hồi nãy thầy tư vấn về vẽ đầu tượng kỹ quá, nhưng mà em thì thi vẽ trang trí màu. Thầy có thể ví dụ một đề thi cụ thể hơn cho em được không? Em đang cực kỳ hoang mang, sắp thi rồi. Vẽ trang trí màu. Đây cũng là một trong những môn thi rất là thú vị. Các em cũng nghĩ rằng là mình phải vẽ sử dụng rất là nhiều màu, phải sử dụng rất là nhiều cái kỹ thuật khác nhau để làm sao cho nó thật đẹp. Thế nhưng mà đối với thì môn trang trí màu thì nói về cái hình thức về đề thi như lần trước thì tôi đã tư vấn thường thường trong tất cả các cái hội đồng thi. Nói chung của tất cả các trường thì tôi nghĩ rằng là không ai người ta nghĩ rằng là sẽ làm cái đề thi để đánh đố thí sinh cả. Mà cái mục tiêu cuối cùng thì người ta cũng chỉ mong muốn là sinh viên vẽ xem là có đạt được, có thể hiện được cái năng khiếu của mình hay không. Năng khiếu về cách nhìn, về cách bố cục, về cách dùng màu nếu trong cái sử dụng màu. Thế thì tôi nghĩ như thế này, các em cũng đừng quá là lo ngại. Khi chúng ta bắt đầu nghĩ đến về việc vẽ đó, vẽ màu thì thường thường là cái thời kỳ phổ thông các em ấy. Các em đầu tiên thì chỉ ngày xưa là thích vẽ thì chỉ thích vẽ theo hoạt hình này, vẽ theo chép theo hoa lá thiên nhiên đúng không, thì cứ nhìn theo rồi bắt đầu chép. Thế nhưng cái khái niệm đó bắt đầu khi chúng ta bắt đầu đam mê, chúng ta thích để chúng ta chuẩn bị cho những cái kỳ thi ấy, thì chúng ta tư duy lên một tí, tức là cái mức độ tả thực nó không còn nữa, mà có thể các em mới bây giờ dùng cái từ cách điệu thì có thể các em cũng chưa hiểu lắm tại vì các em chưa học, nhưng mà các em có thể là nó có một cái tính mang tính trang trí. Thế thì cái đó là cái mà các em lưu ý. Và trong cái hình thức mà các em trang trí thì tức là mình đơn giản hóa lại, ví dụ từng cái hoa mà nếu có tả thực thì nó phải là năm cánh đúng không, cái hoa năm cánh, hoa mai năm cánh, thế thì ngồi phải tả li ti li ti thì không phải. Bây giờ chúng ta chỉ trang trí cái điều lại để cho nó làm sao nó ra được một cái bông hoa mà nó đơn giản lại. Thế thì từ những cái ý thức mà chúng ta làm như vậy ấy, thì chúng ta chỉ có suy nghĩ là chúng ta sẽ tất cả các cái hệ thống về chúng ta mà làm các cái bài về màu thì mang tính trang trí thì cũng chỉ là trong những bước cơ bản thôi, chứ cũng không có ai người ta bắt các em phải vẽ một cái gì nó cao lớn hay cao xa, một cái gì đó nó cầu kỳ, nó không có đâu. Thế thì đó là những cái các em mà phải, tất nhiên là mình phải tập, tức là mình phải lấy màu ra mình vẽ để vẽ xem là cách chuyển màu ra làm sao, cách tô màu ra làm sao. Và các em hãy truyền tải cái tình yêu của các em vào trong cái bài học. Ví dụ như bạn là sở trường bạn thích mùa xuân đúng không, thì bạn thích màu xanh đúng không, màu trắng, màu xanh, xanh nhạt và xanh của trời, xanh của hoa lá. Thế có bạn thì thích mùa thu, thích một cái gì đó nó hơi óng ả thì lại mùa thu vàng. Thì tôi nghĩ là cái tình cảm của các em ấy là nó rất là quan trọng. Khi chúng ta vẽ trang trí màu, chúng ta phải đưa cái sắc thái của chúng ta vào trong các cái bài trang trí đó. Và cũng xin tặng cái các em là cũng đừng quá
căng thẳng lo lắng là mình phải làm một cái gì nó ghê gớm cho nó thật đẹp cả. Các em hãy vẽ những cái gì đúng các em yêu thích nhất. Và hãy nhớ rằng như thế này, tức là các em đầu tiên thì mình vẫn phải là có cái căn bản thôi, bước rất là căn bản, ví dụ như là về bố cục, chúng ta bố cục làm sao cho nó vừa ở trong cái khổ giấy, nó đúng theo cái quy định của bài thi, rồi các họa tiết làm sao cho nó nhẹ nhàng, rồi chuyển màu cho nó cũng nhẹ nhàng bình thường thôi. Hoặc là bạn nào bạn thích cái xúc động mạnh, mà cái cảm giác mạnh thì bạn dùng cái màu mạnh. Đấy, thì trong nghề có thể gọi là màu tương phản đi, nhưng bọn em không cần biết cái đó, bọn em cũng chẳng cần biết là màu nóng lạnh, tại vì bọn em làm đâu, đúng không? Thế cho nên là các em cứ vẽ theo cái tình cảm. Còn bạn nào mà luyện thi nhiều hơn thì các bạn sẽ hiểu hơn được thầy cô đã nói thêm về màu sắc thì có thể hiểu hơn. Còn nếu không thì chúng ta cứ vẽ, và người cán bộ chấm thi người ta sẽ thấy hiểu được là cái tố chất của các em, và người ta đánh giá bài thi kể cả vẽ tượng hay vẽ trang trí, tức là người ta thấy được cái tố chất của các em là về nghề, cái đam mê, thấy được rằng là các em có năng khiếu thì người ta đánh giá là cái bài thi đó là có thể chấp nhận được. Chứ còn cũng không đòi hỏi các em phải làm một bài vẽ hoàn thiện thật đẹp, bởi vì các em vẫn là người chưa đi học. Đấy là những cái mà chúng ta đừng quá đặt nặng cái tâm lý khi đi thi là như vậy. Trong tất cả các tư vấn của tư vấn liên quan đến thi môn bạn thì có một điều á, các bạn lưu ý thầy Quân Dũng luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn quan tâm và lưu ý các bạn, đó là cứ nhẹ nhàng, cứ yên tâm, cứ bình thường. Vì nếu các bạn á, không cần vẻ đẹp mà các bạn làm sao á, các bạn biết vẽ, biết thả hồn vào cái tác phẩm của mình, theo tôi thì dụ như vậy. Do đó các bạn cứ yên tâm trong vấn đề là thi của môn bạn, mà chúng ta còn có tuần nữa thôi là chúng ta đã bắt đầu rồi. Thì thầy Dũng cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề yên tâm, để cho Dũng cũng không quan tâm cái đẹp, không phải không quan tâm đến cái nhiều về cái tác phẩm mà các bạn đẹp hay xấu, mà quan tâm về vấn đề những cái cơ bản và cái mà các bạn biết. Thì theo thầy Dũng là các bạn đang học mà, các bạn chưa phải là thể hiện hết trong các cái bức vẽ của mình. Thì tôi thấy đây là cái mà thầy Dũng quan tâm và nhắc nhở các bạn rất nhiều trong các buổi tư vấn mà thầy tham gia chúng ta. Dạ, cảm ơn thầy. Trước khi để làm những cái đẹp thì chúng ta hãy làm những cái điều đúng. Khi mà chúng ta làm đúng thì tức là chúng ta sẽ hướng được đến cái đẹp. Mỗi lần nghe là Dũng tư vấn về vi vẽ, em mình không trong ngành mà nghe em cũng cứ nghe hoài thôi. Nghe hoài. Bạn cứ đến ngày mai ngày thì lại các bạn cứ nghỉ thoải mái. Biết thôi. Thời gian bây giờ là cũng sắp hết rồi đó các bạn, cũng gần hết một tiếng để tư vấn rồi, nhưng mà rất nhiều thông tin. Thì giờ chị sẽ dành ưu tiên 3 câu hỏi nữa nha, để đặt cho các thầy cô. Còn các câu hỏi còn lại thì các anh chị tư vấn viên sẽ tiếp tục trả lời cho các bạn nha. Dạ, ở đây về kiến trúc em thấy có một câu hỏi khá là hay mà nhiều tâm trạng. Dạ, bạn đã hỏi là: cô ơi, em rất mong muốn học ngành kiến trúc, nhưng bố em khá lo về vấn đề tài chính, vì ngành này học đến 5 năm học phí sẽ nhiều hơn các ngành khác. Trong quá trình học thì em biết là chi phí dụng cụ học vẽ cũng đều rất đắt tiền. Cô có lời khuyên nào để em có thể tiết kiệm hơn trong việc học ngành này và khi làm đồ án? Em cảm ơn cô nhiều ạ. Đúng là kiến trúc là một cái ngành mà cũng khá là gọi là tốn kém. Bởi vì ngoài cái học phí ra, các bạn còn học rất là dài hơi, học 5 năm, rồi là thêm 1 năm học phí. Rồi các bạn lại tốn kém những cái dụng cụ này, mua bút vẽ màu các loại, rồi là mô hình trong quá trình học. Thế nhưng mà cũng không có nghĩa là mình không là quá khó để cho các bạn xoay sở. Có một số bí quyết, ví dụ như là các anh chị học kiến trúc thì lên năm trên thường mà không sử dụng những cái hộp màu hay những cái dụng cụ của năm dưới, những cái đồ án năm dưới mới dùng thôi ấy. Thì lên năm trên các anh chị không dùng nữa thì các anh chị có thể là nhường lại cho các em bên dưới, hoặc là thậm chí bán rẻ đó. Thì em luôn cứ vào trường đi là em sẽ tìm mua hoặc là hỏi, thậm chí hỏi xin được từ những anh chị lớn những cái dụng cụ không dùng đến, sách vở cũ mình cũng có thể mượn được, có thể xin được. Thế rồi
bản thân khi nghề ngành kiến trúc thì nó lại có một cái lợi thế cực kỳ đặc biệt, đó là các bạn hoàn toàn có thể đi làm thêm trong quá trình học. Các bạn làm part time, các bạn nhận mô hình về nhà làm, các bạn nhận nguyên một cái gói, ví dụ thiết kế nhà, nhà bé bé thôi, nhà cấp 4, nhà 2-3 tầng gì đấy, rất là đơn giản, thì nó nằm trong tầm tay của một cái sinh viên năm 2, năm 3, các bạn có thể nhận về làm. Thì ngay từ lúc mà các bạn học tầm năm 2 đi, là các bạn đã bắt đầu có thể kiếm ra tiền. Đồng thời nữa là gì, khi các bạn đi làm thì cái kinh nghiệm, cái vốn sống của bạn nó giàu lên. Và khi mà kinh nghiệm giàu lên, vốn sống giàu lên, nghề nghiệp, những hiểu biết về nghề nghiệp nó có lên, thì người bạn nó lại bồi đắp cho cái đam mê của bạn nó lớn lên nữa, thì bổ trợ lẫn nhau, các bạn có thêm kinh tế nữa, thì tất cả những cái điều đó sẽ giúp cho cái quá trình học của bạn nó vừa rất là những cái trải nghiệm rất là thực tế, rất là sâu sắc về nghề nghiệp, mà đồng thời nó là nhẹ gánh cho bạn. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Dạ. Nhưng cô Hà cũng đừng khuyến khích là các bạn đi làm nhiều nha. Dạ, không ạ. Đấy là một tình trạng hay xảy ra. Các bạn khi đi làm là các bạn sẽ bị đuối trong vấn đề học tập. Vì thường đi làm thì các bạn sẽ làm các năm về sau. Có tích lũy được một số kiến thức về chuyên môn thì các bạn đi làm được. Mà càng về sau lại thời gian dành cho cái nghề của mình, cho cái chương trình của mình lại càng nặng. Do đó các bạn phải biết tính toán. Tuy nhiên hiện nay thì ngoài cái chi phí nếu chúng ta khó khăn quá thì có thể vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, thì cái chế độ chính sách xã hội cho chúng ta vay vốn, cái đó là cái mà hiện nay nhà nước hỗ trợ cho các bạn sinh viên đi học cũng rất là tốt. Dạ, ở đây là em thấy có một câu hỏi nữa rất là hay, là của một bạn học sinh, bạn hỏi đó là thưa thầy, năm ngoái lớp khi em học lớp 11 thì trường Văn Lang có đến trường em tư vấn, và khi đó em được tặng một móc khóa ba lô bằng gỗ có chữ VLU, và các anh chị tư vấn có giới thiệu với em đó là sản phẩm của các anh chị sinh viên học ngành thiết kế công nghiệp. Em về nhà có tìm hiểu thêm và em biết là chuyên ngành này có học thêm về thiết kế trang sức, vậy thì trường mình có đào tạo về lĩnh vực này không ạ? Tôi rất cảm ơn em hỏi về cái ngành này. Thì thật sự cái ngành này đúng là cái ngành mà hiện nay ở trên thị trường các bạn hình như tôi cảm thấy rất là lo âu. Rất nhiều bạn thấy cân nhắc có lẽ là thích đồ họa hơn, là vì cảm giác là ngồi máy lạnh đúng không? Không phải làm gì mà ngồi máy lạnh thế là cũng có thể là đi làm được. Còn thấy ngành thiết kế công nghiệp nghe nó hơi xa đúng không? Ngày xưa thì dùng từ là ngành tạo dáng, còn bây giờ thì thực ra thì là ngành này ở nước ngoài người ta chủ yếu người ta gọi là ngành thiết kế sản phẩm, còn ngành thiết kế công nghiệp là theo quy định của bộ thì quy định gọi là cái ngành này là ngành thiết kế công nghiệp. Ngành thiết kế công nghiệp thì nó có hai cái mảng, một mảng thì là giống như ở trường Bách Khoa, tức là chuyên về máy, người ta chế tạo máy, thiết kế công nghiệp chuyên về máy. Còn ở nước ngoài người ta cũng có một mảng là thiết kế công nghiệp nhưng mà chuyên tạo cái vỏ, tức là làm dáng tất cả các cái dáng ở phía bên ngoài, các cái design ở bên ngoài của các cái máy móc thiết bị. Vậy nên có thể gọi là thiết kế sản phẩm công nghiệp được. Ở đây thì bây giờ chủ yếu thì là thực sự thì nó gọi là thiết kế sản phẩm. Thiết kế sản phẩm. Tại vì nó cũng không hẳn là cái xu hướng ấy, thì bây giờ nó là cả nó sử dụng cả cái công nghiệp, sử dụng cả máy móc hiện tại trong cái công nghệ 4.0, nhưng cũng design luôn cả đồ handmade, tức là dùng sử dụng tay nữa. Cho nên cái đó là cái cực kỳ tuyệt vời. Mà một trong những cái ngành thiết kế công nghiệp này thì phải nói là tôi thấy là tất cả các sản phẩm ở ngoài đời này đều có bàn tay của cái ngành này nó đưa đến hết. Các em có thể hình dung là từ cái cây bút đến tất cả những cái đồ văn phòng các em dùng thường ngày, đến chai nước uống này, không? Cái design, rồi đến cái đồng hồ, đến vòng đeo, đến trang sức, đến cái ly chén uống nước, tất cả mọi cái đều dính dáng đến. Thế thì cái ngành này là một trong những cái ngành mà tôi thấy là đó là những người cực kỳ đa năng, tức là nó rất là nhiều đa dạng. Tức là cái cảm nhận của những người đó là nó vừa có cái tố chất của cái người làm công tác đồ họa, làm về ngành đồ họa, nhưng thẩm mỹ về hình khối của nó rất là tốt, rất là tốt.
Thế thì đó là một trong những cái mà có thể rất là nhiều bạn hiểu sai cái ngành thiết kế công nghiệp, thành ra là rất là rón rén cái ngành này, không dám vào cái ngành này. Chứ còn thực sự trên thị trường ấy, là luôn luôn hút và rất nhiều cái doanh nghiệp đến hỏi. Có những đợt mà chúng tôi chấm, mà tôi nhớ là 32 sinh viên chấm xong thì ngay sau khi buổi chấm là có 23 sinh viên là được doanh nghiệp chọn lấy luôn trong sau cái buổi chấm tốt nghiệp luôn đó. Tức là nó các doanh nghiệp người ta rất cần cái ngành thiết kế này, và cái điều rất là quan trọng thì tất nhiên là như thế này, phải xác định học cái ngành này thì là vất vả hơn các ngành khác một chút xíu, tại vì các bạn phải sử dụng đến chân tay nhiều hơn. Ví dụ như mình phải làm đất sét này, mình phải dính thạch cao một chút này, nhưng mà xu hướng sắp tới thì phải dùng đến cả công nghệ nữa, tức là sử dụng máy CNC, máy laser, rồi Prima D. Thì hiện nay ở trường Văn Lang cũng có cả cái phòng lab để các bạn có thể thử nghiệm cả cái Prima D, thì chúng tôi cũng có kết hợp với bên Hàn Quốc tạo nên cái phòng lab cho sinh viên có thể tham gia được thêm. Thì tôi nghĩ đây là một cái ngành rất là thú vị, và cũng là cái điều mà tôi rất là ngạc nhiên là cái ngành này là rất nhiều nữ, mà trong đó các bạn nam thì là ít hơn. Đấy là khác hẳn với ngày xưa thì cứ nghĩ là cái ngành này là các bạn nam là thường là nhiều hơn. Thế cuối cùng thì bây giờ là các bạn nữ vào rất là nhiều. Còn bạn nói là cái móc chìa khóa, cái phòng trang sức thì đúng là chúng tôi có những cái đồ án chuyên về trang sức, nhưng mà những cái sản phẩm mà quà tặng, những cái đồng hồ quà tặng hay là những cái móc khóa hay là những cái đó là quân ngành thiết kế sản phẩm làm dư sức là các bạn làm đến năm thứ hai thứ ba là tôi đã thấy các bạn đã bắt đầu ngắm nghía thị trường rồi, đủ thứ linh tinh rồi đó. Thôi, em đã từng xem những cái đồ án ở khoa mỹ thuật công nghiệp á, tạo dáng xe hơi này, không khó lắm, hoặc là thiết kế những cái thiết bị cho người khuyết tật á, nó rất là ý nghĩa đúng không ạ? Ví dụ như tốt nghiệp xong ở công ty Trường Hải đến qua trường Văn Lang, chúng tôi xin 10 em mà lấy đâu ra 10 em để mà riêng là cung cấp để riêng cái ô tô Trường Hải thôi. Đó, thế cho nên là đó là trường dạ. Vâng, rất nhiều. Ứng dụng cực nhiều trong cuộc sống. Vậy các bạn yên tâm vào ngành này 100% có việc làm. Tuy nhiên với một điều kiện nhá, học đàng hoàng, chúng ta có nghề thì chúng ta sẽ có việc. Nhưng còn nếu mà không chịu học thì bảo cũng bảo là sao mà tôi doanh nghiệp nào cũng cần phải học các yêu nghề mới được. Vâng, ok. Dạ, em nhớ hoài là bạn Việt Tường đó là thủ khoa tốt nghiệp của ngành thiết kế công nghiệp hồi khóa 19 đó, là bạn đó lúc nào là cũng nói chung là tự hào về ngành lắm. Lúc nào mà em nhờ bạn là có thể giới thiệu cho các bạn điểm hay của ngành này, lúc nào cũng nói em rất là tự hào và may mắn khi mà chọn ngành thiết kế công nghiệp. Tại vì là bây giờ là bạn đó làm việc ở đâu cũng được hết, và nguồn nhân lực của ngành này cực kỳ khan hiếm ở thị trường. Dạ, và để kết chương trình thì em thấy có một câu hỏi này mà rất nhiều bạn thí sinh lo lắng. Dạ, bạn Phương Anh Huỳnh hỏi là trường em vẫn chưa thể rút học bạ được, nhưng mà em đã đăng ký online rồi. Vậy thầy cho em hỏi là chẳng hạn như là chỉ tiêu của ngành này mà đủ rồi thì hồ sơ online của em có bị bỏ không ạ? Dạ, em thầy Tuấn. Thì các em đăng ký học bạ tức là theo phương thức xét học bạ lớp 12, mà hiện nay á, hồ sơ và cái thời gian á, thì chúng tôi cho nộp học bạ từ ngày 2 tháng 5 cho đến 15 tháng 6 là kết thúc cái thời gian nộp học bạ. Thì trong khoảng thời gian giờ đến 15 tháng 6 thì chắc chắn các bạn phải có cái kết quả học bạ mà trường gửi cho các bạn, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Khi các bạn đăng ký thì cái khoảng thời gian chúng tôi đưa ra là nằm trong cái khoảng thời gian cho phép, và cái kết quả của học 12 của các bạn cũng đảm bảo đến thời gian đó là có. Do đó vấn đề đó các bạn hoàn toàn yên tâm. Còn các bạn nói là nếu đến cái thời gian nó xét cái chỉ tiêu của cái ngành đó nếu các bạn chưa có thì như thế nào, thì các bạn đã đăng ký đến lúc thời gian đó các bạn chưa bổ sung điểm, nhưng mà đến khi chúng tôi xét các bạn đảm bảo đủ cái điểm xét tuyển đó thì các bạn vẫn được xét bình thường, nên hoàn toàn yên tâm. Những sao các bạn có đăng ký, không đăng ký các bạn có đăng ký hồ sơ vào trường, có nộp học bạ vào trường
và chúng tôi có thông tin lại phản hồi là các bạn về vấn đề nộp bài đó. Thì đến khi xét tuyển, các bạn xem như đủ điểm thì các bạn đã có chỉ tiêu một trường. Nhưng cái vấn đề đó tôi xin nhắc là đến ngày 15 tháng 6 chắc chắn các bạn đã có kết quả của học bài lớp 12. Cảm ơn bạn. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. À, và chị cũng nhắc lại cho các bạn nhớ là ở trên trang web mà các bạn đăng ký online á, về sinh học bạ là đã có một tra cứu rồi, tra cứu hồ sơ. Nếu bạn nào đã nộp đầy đủ bổ sung học bạ thì là mình hoàn toàn là tra cứu được hồ sơ của mình trên đó để xem thử là thông tin của mình có gì sai sót không. Và nếu muốn điều chỉnh nguyện vọng thì 3 ngày cuối nha, là của đợt xét học bạ đợt 1 các bạn có thể điều chỉnh. Rồi, và nếu mà còn câu hỏi nào nữa thì các bạn cứ comment bên dưới, đội ngũ tư vấn của trường sẽ tiếp tục trả lời các bạn nha. Và em rất cảm ơn thầy Dũng, cảm ơn cô Hà và cảm ơn thầy Tuấn hôm nay đã đến để tư vấn cho các bạn vào khung giờ mà khá trễ rồi, khung giờ vàng của thí sinh, nhưng mà rất mệt với các thầy cô. Nhưng mà các bạn lưu ý, em bắt đầu từ ngày mai, các cái thông tin liên quan đến cái chủ đề hôm nay là chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu bạ thì các bạn có thể lên trang web của trường để xem đầy đủ và chi tiết hơn. Trong đó có nói rất nhiều vấn đề có liên quan đến cái thông báo về kỳ thi năng khiếu bạ. Và vấn đề thứ hai nữa là các bạn nào hôm nay quan tâm đến cái kết quả kỳ thi đánh giá năng lực thì trên trang web nhà trường ngày mai cũng sẽ thông tin đến cái kỳ thi này, kết quả kỳ thi này. Em cảm ơn thầy. Và các bạn nhớ nha, ngày mai ngày 25 tháng 5 là ngày cuối Văn Lan nhận hồ sơ thi vẽ đợt 1. Cho nên là bạn nào muốn thi vẽ đợt 1 để sớm có kết quả xét học bạ đợt 1 thì mình tranh thủ đến trường hoặc là đăng ký online nha, để mình kịp có hồ sơ để mình đánh giá kết quả nha. Và ngay cả phần để điều chỉnh cho bộ thi thì các bạn cố gắng ngày mai. Nếu mà bạn nào đăng ký đợt 2 có thể chuyển qua đợt 1 vào ngày mai luôn nha. Và chúc các bạn đạt được nguyện vọng của mình nhé. Dạ, em cảm ơn thầy cô và chào tạm biệt các bạn nha.